chiến sự ngày 14 tháng 7, Tổng thống Biden cảnh báo trùng Wagner về nguy cơ bị đầu độc. Tại cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo trùng Wagner Yevgeny Prigozhin nên cẩn thận trước nguy cơ bị đầu độc sau khi lực lượng này tiến hành cuộc nổi dậy thất bại hôm 24 tháng 6. Yevgeny Prigozhin nên cẩn trọng theo sau cuộc nổi dậy thất bại, AFP dẫn cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ vô cùng cẩn thận khi ăn uống. Tôi sẽ nhìn chầm chầm vào thực đơn của mình, ông Biden nói tại cuộc họp báo ở Helsinki. Hiện chưa rõ tung tích của ông Prigozhin sau khi có thông tin ông đến Belarus và quay lại Nga. Theo Sputnik News, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tính đến ngày 12 tháng 7, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã giao nộp hơn 2.000 vũ khí cho phía Nga. Tiến độ đang được triển khai theo đúng kế hoạch và gần hoàn tất. Kho vũ khí đang được chuyển giao cho Nga bao gồm hàng trăm vũ khí hạng nặng, trong đó có nhiều dòng xe tăng chủ lực, các hệ thống phóng rốc két đa nòng, pháo tự hành và pháo kéo, những hệ thống phòng không, các dòng xe tác chiến bộ binh. Trong số này, hàng chục xe tác chiến được Nga chuyển giao cho Wagner nhưng chưa từng sử dụng trên chiến trường. Wagner cũng giao nộp hơn 2.500 tấn đạn dược các loại cũng như khoảng 20.000 khẩu súng.